Yêu yêu cái gì? Này, nếu mà không phải vì cái loại quân sư quạt mo như mày ấy, thì tao đã không dính đến một cái loại lời nguyền như này rồi, hiểu chưa? Chưa phải nghĩ đến cái chuỗi ngày mà phải đối diện mặt cô ta giả vờ yêu đương, ui, cảm giác nó tiêu cực kinh khủng luôn ấy. Luôn chê lên chê xuống luôn ấy. Nhiều khi chỉ muốn bóp cổ nó chết. Anh Cao, anh đã đối xử với em như vậy à? Chứ còn sao nữa? Hóa ra từ trước đến giờ anh chưa từng yêu tôi dù chỉ là một phút à? Một giây cũng có nha. Tôi dành tặng cho cô một câu nhá. Cái vết bớt ở trên cái mặt của cô ấy, nó đã ám vào cô rồi. Không có một thằng đàn ông con trai nào trong cái làng này, dù nó là xấu nhất luôn ấy, nó cũng không bao giờ có cưới cô đâu. Chứ đừng nói là cô đi tìm những người tốt, đẹp dài, mà ngon như tôi. Cô hiểu chưa? Thôi, mình lên thành phố đây. Cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Ơ kìa, có bộ gì nhở? Cậu làm giám đốc thì phòng nhân sự cũng phải nể mặt. Có trừ lương ngày nào đâu mà phải gấp gáp đi. Mà lần này cậu về dỗ bố nhá. Bận bịu tiếp khách cả ngày, tụi mình chẳng trò chuyện được gì cả. Vừa ngồi nói giam ba câu thôi là cậu đã phủi mông đi về rồi. Có phải là quanh năm suốt tháng mình không về đâu. Tại lần này trên đấy người ta đến thanh tra. Mà cậu biết rồi đấy, công ty tài chính ấy, thì bị soi kinh lắm. Sinh viên tự thi lấy học bổng đi du học Mỹ, cầm bằng cấp về nước làm việc, được bổ nhiệm ngay chức vụ giám đốc. Năng lực như vậy, ai mà làm khó được cậu. Nhắc đến việc du học ấy, phải nói là mình cảm ơn và mang ơn mẹ cậu rất nhiều. Mấy năm học ở bên đấy đều là một tay mẹ cậu nuôi mình, chăm sóc mình rồi cho mình ở nhờ. Mình không phải bận tâm bất cứ một điều gì cả, thế cho nên mới tập trung toàn bộ vào việc học, mới lấy được tấm bằng loại ưu đấy. Công nhận, đã có bằng cấp quốc tế lại còn là loại ưu. Này nhá, không chỉ là mẹ mình mà cả bố dượng mình cũng đang hãnh diện thay bố mẹ cậu đấy. Suốt ngày mang khoe với bạn bè bên đấy thôi. À, anh này, mình thấy là bố dượng của cậu rất tốt đấy chứ. Sao cậu không qua đấy để sống gần bố mẹ? Bên đấy, ông ấy lập cả bàn thờ bố cậu đấy. Cậu đừng có hiểu nhầm. Vấn đề không phải là ông ấy, mà là mình chỉ không muốn làm phiền đến cuộc sống hôn nhân của hai người bọn họ thôi. Năm xưa đã thế, bây giờ mình cũng không muốn thay đổi ý định. Thế nhưng mà sống một mình ấy, lại sung túc như thế này thì mình nghĩ là cậu càng phải cẩn trọng hơn, nhớ chưa? Ý của cậu là cậu đang nhắc nhở mình phòng ngừa trộm cướp hay là phòng bị bạn trai lừa đấy? Sao cũng được, nói chung là phải cẩn trọng về mọi mặt. Ông thôi đi, đứa bị cả làng gièm pha về cái bớt này này. Trai làng ấy, họ tránh xa thì có, ở đấy mà lo mình bị lừa tiền, lừa tình cái gì chứ. Cậu đừng có mà suốt ngày tự ti bởi mấy cái lời khiếm nhã ấy. Cái gì mà vết bớt mang hình hoa đào, đấy là tín hiệu của sự trăng hoa, không trung thủy. Sao cậu không nghĩ nó là hoa mai đi, là biểu tượng của sự may mắn? Khiếp. Bạn à, cái vết bớt mình màu hồng ấy này nên gọi là hoa đào sẽ hợp lý hơn là hoa mai. Thế mà cậu cũng đùa được. Nhưng mà nhớ lời mình đấy. Người mà yêu cậu thật lòng ấy, thì trên mặt cậu có đến 10 cái hoa thì cũng không thành vấn đề gì cả. Cho nên là khi gặp đối tượng ấy là không được tha, phải cắp ngay phải làm chồng. Thế theo như cậu nói thì người nào trông mình như thế này nhưng mà vẫn tiếp cận đối đãi tốt, lịch thiệp và cũng không vội tiếp nhận lời tỏ tình để cho nhau thời gian tìm hiểu là đáng tin, có phải không? À, chà chà. Hỏi kiểu này có nghĩa là đã có anh nào rơi vào mắt của cậu rồi đúng không? Này, à đấy, nói mình biết đi. Mình nói như thế này chắc là cậu cũng chẳng biết đâu. Anh ấy tên là Cao. Anh Cao này, không biết là ngày hôm nay anh hẹn em ra đây ý. Anh đã suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta chưa ạ? Thế ý của anh là như thế nào? Nhìn em kìa, em đang đi tỏ tình đấy, chứ phải đi đánh trận đâu, mà sao căng như dây đàn vậy? Dĩ nhiên phải căng thẳng rồi, tại vì em đang tán tỉnh một người gan dạ nhất làng mà. Đứa con gái nào mà chẳng như thế. Gan dạ? Dạ vâng, dám đi ngược lại những điều lo sợ của đám trai làng về em này. Cưới một người vợ không trung thủy, trăng hoa,
Anh không gan dạ thì là cái gì? Anh xin lỗi nha. Xin lỗi vì chưa trả lời em sớm. Và anh cũng xin lỗi vì đã không đánh động tình yêu. Bởi vì anh thấy hoàn cảnh gia đình của hai đứa mình khác nhau quá. Với cả anh sợ hàng xóm họ dị nghị, cho nên là anh... Anh Cao, anh không được nói như thế. Tại sao trong tình yêu lại có thể mang hoàn cảnh gia đình vào đây để nói chuyện được chứ? Chúng ta phải lắng nghe con tim của mình thế này. Ừ, đúng rồi, lắng nghe con tim, lắng nghe con tim. Chính vì là như thế, cho nên là anh mới chưa trả lời của em vội, mà anh chạy về nhà để lắng nghe con tim của anh, rồi sau đấy anh mới trả lời cho em. Thế thì bây giờ ý của anh là như thế nào? Ý của anh là anh đồng ý. Thế có nghĩa là anh đồng ý là bạn trai của em rồi đúng không? Ôi cậu ơi, chuyện lớn xảy ra rồi, anh họ của tôi là anh họ của tôi, nên cậu ý. Mày làm sao được Tú Linh? Có cái chuyện gì từ từ nói xem nào. Thì thằng Bo cháu ông Bình con bà Bích xong rồi vợ thằng Ba ấy, đằng họ đằng ngoại nhà anh ý, bị bệnh viện trả về rồi. Cái gì? Sao bệnh viện lại trả về? Rõ ràng tình trạng sức khỏe của nó đang tiến triển tốt mà. Là ai thế ạ? Là cháu của anh. Rồi ơi, ôi là Bo, nó còn tí tuổi đâu mà sức mạnh nó hiểu thế. Này, bị dở hơi ấy à? Dở hơi à? Khóc bù lu bù loa lên cái gì, anh định chủ ẻo cháu anh đấy à? Mày chẳng bảo bệnh viện nó trả về gì, nó khổ thế. Đúng là bệnh viện trả về, nhưng mà do nhà nó hết tiền viện phí để đóng, nên là bây giờ phải đưa nó về nhà để chữa trị thôi. Khóc cái gì mà khóc? Thế sao mày không nói sớm, làm tao cứ tưởng là nó chết rồi. Thế nhưng mà bây giờ bệnh viện nó trả về thì có khác gì là chết đâu cơ chứ. Ok anh Cao, anh không có nói gở mồm như vậy, không nên. Chị Lan Anh này, thực ra thì anh Cao lo như thế cũng là đúng thôi. Tại vì thằng cháu Bo bây giờ nó nằm viện quen rồi, phải có sự chăm sóc của bác sĩ. Tại vì bây giờ vì điều kiện kinh tế không cho phép đưa nó về nhà như thế thì... Được rồi, cái vấn đề tiền nong của thằng Bo ấy, hai người không cần phải lo đâu. Bây giờ cứ đưa thằng cháu Bo vào trong viện làm thủ tục nhập viện lại ngay. Còn về vấn đề tiền nong, tôi sẽ là người trả. Nhưng mà cứu được ngày hôm nay không cứu được ngày mai. Tiền viện phí trả hôm nay thì ngày mai mình vẫn phải lo. Cho nên là số tiền bỏ ra ngày hôm nay nó là công cốc. Thôi bỏ đi. Làm sao mà bỏ được? Bây giờ cháu của anh cũng là cháu của em mà. Hay là thế này đi, em sẽ mở một tài khoản ngân hàng cho anh, em sẽ chuyển hết tiền vào trong đấy. Việc của anh là anh chỉ cần ra ngân hàng, anh rút tiền là có thể có tiền để đóng tiền viện phí cho thằng Bo rồi. Chị đúng là bồ tát sống của nhà em rồi. Thế này thằng Bo nhà em nó được cứu rồi. Em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Đúng là không có chị thì thằng Bo cũng biết là phải làm thế nào. Lan Anh à, em thật sự những gì em làm anh cảm động quá. Em không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng anh cảm động quá. Thôi nhanh chóng đi với em đi. Nhìn xem kìa, trông anh ấy hạnh phúc với chiếc đồng hồ mới chứ kìa. Nó đắt thế cơ mà, bảo sao mà không xịn sò cho được. Mà anh em nhà này ấy, cũng máu mua sắm gớm nữa. Cũng may cái thẻ ngân hàng của mình là cái loại rút tiền không hạn định, chứ nếu không thì không biết làm sao để có thể trả được hết cái đống đồ đắt tiền thế này nữa. Này, thẻ phụ của em ấy, giữ đấy. Ôi, chồng yêu của em. Này, nói năng kiểu gì ấy, nó nhỏ nhỏ mồm thôi. Em không làm gì đâu mà anh bảo em nói năng nhỏ nhỏ. Bao nhiêu lâu rồi em mới có được một cái thẻ như thế này. Em không vui sướng coi nó là chồng mình sao được chứ. Anh lại tưởng là em gọi anh là chồng hả? Ừ thì sớm muộn gì em cũng sẽ gọi thôi.
nhưng mà không phải là bây giờ anh ấy yêu của em ạ. Mà anh thấy nghe lời em có lợi chưa? Lợi thì có lợi, nhưng mà ghét thì vẫn ghét. Nếu mà không phải vì em nói là cái con bé đấy có mẹ ở bên nước ngoài, đang cưới chồng là bên Mỹ đại gia, thì còn lâu anh mới để ý nhá. Em phải nhớ là ghi nhận cái sự hy sinh này của anh ấy, nhớ chưa? Ừ, nhớ. Em nhớ, nhớ suốt đời, được chưa? Ừ. Mà này, em nghe nói là cô ta lại vừa mới mua kim cương cho anh đúng không? Có giấy chứng nhận đá quý không? Ui giời ơi, mua bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn phải hỏi à? Anh nói cho em biết nhá, bây giờ anh trở thành quý ông săn đá quý của cái làng này rồi đấy. Thích thế nhở, quý ông ấy mà lại để em ngồi uống nước ở cái quán cóc này à? Tiêu tiền túi mình nó khác, còn tiêu tiền túi của người ta ấy, nó phải khác, được chưa? À, cũng nhờ cái thằng cháu không có thật của anh ấy mà bây giờ chúng ta mới có được những cái thứ như thế này đấy. Ừ, mình muốn nói chuyện này với cậu, nhưng mà cậu không được bất ngờ đấy nhá. Cái gì mà nghe có vẻ gây cấn thế? Nói mình nghe xem nào. Ừ, thì mình muốn cầu hôn với anh Cao. Sao cơ? Cầu hôn á? Nhưng mà cậu và anh ta mới quen nhau chưa lâu cơ mà. Cậu không ủng hộ mình à? À, làm gì có. Nhưng mà tại sao lại là cậu cầu hôn mà không phải anh ta? Đáng lẽ ra là mình muốn gây một sự bất ngờ cho anh ấy vào đúng cái hôm mình cầu hôn cơ. Cho nên mới có chuyện xảy ra ngược đời như thế này, là con gái cầu hôn con trai á. Nhưng mà có thế nào thì cũng để anh ta... Cậu đừng có khuyên mình là bảo mình đợi chờ anh Cao chủ động trước. Tại vì mình thấy anh Cao chẳng có một tín hiệu nào cả, cho nên mình mới chủ động để có thể ổn định cuộc sống hôn nhân, rồi còn sinh con đẻ cái nữa chứ. Chắc là người đấy sẽ xúc động mà nhảy bổ vào bế cậu lên đấy. Chúc mừng cậu đã tìm được người đáng tin tưởng để mà trao phân gửi thận nhé. Cái gì? Mình nhầm. Ý của mình là trao thân gửi phận, chứ không phải là trao phân gửi thận. Không nghe cậu trêu nữa, cúp máy đây, bye bye. Quen nhau thời gian ngắn như thế, liệu Lan Anh có biết rõ về anh ta chưa mà đã vội kết hôn thế nhỉ? Mà lại cũng chỉ trong thời gian ngắn mà tiêu tốn cho anh ta một số tiền không hề nhỏ. Người có lòng tự trọng thì sẽ không im lặng nhận của bạn gái kiểu như thế bao giờ. Không được, mình phải cho người tìm hiểu xem sao. Cao này, ừ? Đáng lẽ ra ngày hôm nay em phải đưa anh đến một nhà hàng sang trọng và lãng mạn, nhưng mà tại vì nơi này là nơi kỷ niệm của hai đứa mình, cho nên em muốn thực hiện điều đặc biệt ở đây. Khoan đã. Em đang muốn nói gì đấy? Em nói vắn tắt lại cho anh hiểu được không? Ngày hôm nay em muốn cầu hôn anh, cho nên em đã gọi Tú Linh đến đây để có thể trở thành người chứng kiến. Cầu hôn. Không đồng ý. Hả? Ý của anh ấy là anh không đồng ý với em cầu hôn, bởi vì cái việc này đáng lẽ là người đàn ông phải làm, đúng không? Chứ tự nhiên bây giờ người con gái cầu hôn người con trai, anh không đồng ý việc đấy. Và em cứ tưởng là anh không nghiêm túc trong mối quan hệ này chứ. Không, anh nghiêm túc, anh nghiêm túc mà. Thì có nghĩa là anh sẽ đồng ý lời cầu hôn của em chứ? Không đồng ý, đồng ý sao được? Kìa Tú Linh, chị biết em và anh Cao là anh em họ với nhau, nhưng mà chuyện hôn nhân đại sự là chuyện riêng tư của anh ấy. Em can thiệp như vậy là quá bổn phận của một người em gái rồi. Chị nghĩ là em hãy để cho anh ấy tự quyết định đi. Trời ơi, chị hiểu nhầm ý của em rồi. Em không có ý như chị nói đâu. Ý của em là ấy, hai người chỉ mới quen nhau thôi. Em nghĩ là hai người phải nên tìm hiểu nhau một thời gian dài nữa, tìm hiểu sâu, tìm hiểu kỹ, thì sau này mình lấy nhau mình có hạnh phúc được, đúng không chị?
Đấy, với lại là anh em vẫn cứ ở đấy mà, có chạy đi đâu mất đâu mà chị cột chân nhanh thế. Thế là hiện tại chưa muốn kết hôn với em à? Lan Anh à, cũng nhờ có em cấp vốn cho anh thì anh mới tập tễnh để bước ra khởi nghiệp như bây giờ. Thế nhưng mà anh nghĩ là anh nên phải có một chút địa vị, như thế thì anh mới tự tin để mà đối diện với những lời sầm sì bên ngoài kia của thiên hạ em ạ. Đến lúc đấy anh sẽ cầu hôn em. Em thấy thế nào? Em hiểu tâm trạng của anh, em sẽ tôn trọng ý kiến của anh ạ. Cảm ơn em đã hiểu cho anh nhé. Mà này, công nhận là em có lòng suy nghĩ chu đáo cho hôn nhân của anh họ như thế. Bảo sao anh Cao lại có thể thân thiết với em hơn là những anh em họ hàng khác. Cô gái à, hãy thôi dựa vào cái mác của bà mẹ giàu có nước ngoài mà sống nữa đi. Chứ với cái mặt dọa người đấy, có ma mới dám cưới cô. Chồng ra gì phết đấy nhở? Bảo tôi tin, ông yêu cô ta không phải vì tiền á, không phải là vì cô ta có bà mẹ làm vợ đại gia nước ngoài ấy, thì tôi cấp tin đâu nhá. Thế nên mẹ cô ta đã bị chồng đại gia ruồng bỏ rồi, giờ sống chật vật bằng tiền trợ cấp bên nước ngoài. Thì sao nhở? Tôi hỏi anh, mẹ đã thế thì bản thân cô ta làm gì còn quần tiền cung cấp dùng dình nữa, mà anh bổ đầu làm gì? Lại đây. Ừ. Mày, chuyện này là nào ấy? Anh biết. Sao tự nhiên thằng đấy lại nói như thế nhỉ? Anh người yêu của anh không biết, anh hỏi em. Chẳng lẽ người ta tự dựng chuyện người ta nói à? Ừ. Làm gì thằng đấy phải dựng chuyện lên nói như thế nhỉ? Nói thế thì nó cũng đâu có lợi ích gì đâu. Ôi, chuyện của anh không biết. Em, thế bây giờ mình... Trời đất ơi, tại sao cái chuyện như vậy mà lại giấu con? Thế mà ông Vina, ông ấy cứ khen lấy khen đẩy cái ông đấy. Được rồi, mẹ về nước đi, con sẽ lo cho mẹ. Con không thể nào để cho mẹ sống khổ sở bên đấy được. Thôi con tùy mẹ đấy, mẹ quyết như thế nào thì quyết đi, nhưng mà nhất định là có chuyện gì mà con không được giấu con đâu đấy. Dạ vâng, con cúp máy đây. Anh đi đâu đấy? Con đi đâu? Tôi đi về rồi, con đi đâu? Tôi chả có cái lý do gì phải ngồi ở đây với cả một cái loại mặt xấu xí ảnh hưởng đến tầm nhìn của một con người vui vẻ, xinh đẹp, đẹp đẽ như tôi. Anh Cao, anh đang nói cái gì vậy? Im mồm! Anh Cao... Tên của tôi không phải để cho một cái người xấu xí dính lời nguyền như cô để gọi nhá! Tú Linh, anh Cao làm sao đấy? Tự nhiên anh Cao lại thay đổi thái độ như vậy. Yêu chị, tôi làm sao biết được? Yêu cái gì? Này, nếu mà không phải vì cái loại quân sư quạt mo như mày ấy, thì tao đã không dính đến một cái loại lời nguyền như này rồi, mày hiểu chưa? Đúng là thật sự luôn là may mắn cái chuyện này kết thúc sớm. Chưa phải nghĩ đến cái chuỗi ngày mà phải đối diện mặt cô ta giả vờ yêu đương. Ui, cảm giác nó tiêu cực kinh khủng luôn ấy. Luôn chê lên chê xuống luôn ấy. Nhiều khi chỉ muốn là bóp cổ nó chết. Nhưng mà thôi, phải cố kìm lại đấy. Anh Cao, anh đã đối xử với em như vậy à? Chứ còn sao nữa. Này, cô có hiểu cảm giác của tôi không hả? Cái cảm giác của một cái người phải giả vờ yêu, ngày nào cũng phải đối diện, xong rồi cứ phải yêu đương đương ngọt nhạt với nhau ấy. Trong khi lúc ấy tôi thì cảm giác tôi muốn ra thôi ấy. Thôi nhưng mà nói chung là mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, mình cũng đỡ mệt nhỉ. Hóa ra từ trước đến giờ anh chưa từng yêu tôi dù chỉ là một phút à? Một giây cũng không có nha. Hỏi nhiều đi về. Này, tôi dành tặng cho cô một câu nhá. Cái vết bớt ở trên cái mặt của cô ấy, nó đã ám vào cô rồi, cô hiểu chưa?
cho nên cô vừa xấu xí. Đã thế, cô lại còn bị dính một cái lời nguyền trăng hoa, không chung thủy với đàn ông. Chính vì như thế, không có một thằng đàn ông con trai nào trong cái làng này, dù nó là xấu nhất luôn ý, nó cũng không bao giờ có cưới cô đâu. Chỉ đừng nói là cô đi tìm những người tốt, đẹp dài, mà ngon như tôi, cô hiểu chưa? Đi về. Chị từng bảo là chị không xấu hổ khi đi bến cao, nhưng mà anh ấy bảo là đi ngoài đường anh chỉ muốn che quạt mo lại thôi, không muốn nhìn thấy chị đâu. Tránh ra cho người ta đi. Hai người chưa đi được đâu, còn phải giải quyết xong một việc đã. Giải quyết được gì? Bọn tôi không quen anh. Sao lại không quen tôi? Hai người tiêu tiền của Lan Anh mà nói không quen tôi thì cũng không được. Chuyện của Lan Anh cũng là chuyện của tôi. Và để tôi nhắc cho hai người một chuyện này, hai người sẽ cảm thấy tiếc nuối lắm đấy. Thật ra không phải là vì mẹ của Lan Anh đã ly hôn đâu, mà là tôi chỉ tung tin lên như vậy để cho hai người phải hạ màn kịch mà thôi. Cũng may tôi đã gọi điện trước cho bác gái để tiện phối hợp. Mày nào, thông minh quá phải không? Nhưng mà mọi chuyện chưa kết thúc ở đây đâu. Không kết thúc ở đây thì kết thúc ở đâu? Mày muốn thế nào? Đồn công an. Gì? Đồn công an á? Sao lại thế? Hai người phải đến đồn công an vì lý do lợi dụng lòng tốt người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tôi thấy hai người đang giữ rất nhiều món đồ có giá trị của Lan Anh từ việc lừa đảo đấy. Này, nói láo cái gì đấy? Không có tôi lừa đảo lúc nào? Đúng, lừa lúc nào? Đấy là do Lan Anh tặng tôi, tặng lúc mà còn yêu ấy. Chả ai lừa đảo, này, đừng mà dọa ông nhá. Đúng thế. Đúng là Lan Anh yêu anh thật. Thế nhưng mà cô nhân tình suốt ngày ở kè kè bên cạnh anh thì sao? Sao lại sợ thế? Tôi cứ tốn công tốn sức để tìm thật nhiều bằng chứng chứng minh mối quan hệ bất chính của hai người. Thế mà chưa gì hai người đã sợ rồi. Thật là phí sức quá. Anh ta Lan Anh. Anh không. Anh Cao này, khi mà anh lừa dối người khác, anh cảm thấy trái tim của mình rất là thanh thản. Nhưng mà người được nhận ấy, người ta cảm thấy nặng nề như hàng nghìn khối đá đè chặt trái tim của họ. Đây gọi là một tội ác đấy. Kìa, Lan Anh. Anh, tôi xin anh, anh bảo cô ấy tha lỗi cho tôi đấy. Tôi hứa là tôi sẽ không đặt tất cả những gì tôi nhận từ cô ấy để trả lại. Tôi hứa đấy. Đúng rồi đấy, bọn tôi sẽ trả lại hết. Xin anh đừng có kiện bọn tôi ra tòa, đừng cho bọn tôi đi tù, bọn tôi sợ lắm. Xin anh đấy. Những kẻ đùa giỡn trên tình cảm và sự chân thành của người khác như hai người không đáng được nhận sự tha thứ đâu. Kìa, làm ơn đi mà, anh gì ơi. Tuy nhiên, tôi sẽ không động chạm gì đến hai người mà sẽ để cho Lan Anh xử lý. Hai người có phải chịu sự trừng trị của pháp luật hay không còn tùy thuộc vào sự hối cải và thật tâm của hai người mới buồn. Lan Anh, cậu còn bận tâm đến cái tên bẩn tính ấy làm gì? Thật ra là mình không bận tâm về họ. Mình chỉ đang nghĩ lại bản thân của mình thôi. Là sao? Thật ra là ngay từ ban đầu mình cũng chẳng có tình cảm gì với tên Cao đó. Chẳng qua là vì muốn có một tấm chồng để cho mẹ bớt lo nghĩ. Với lại tên Cao ở trong làng cũng khác hẳn với đám trai làng. Vừa nhiệt tình, chu đáo, lại còn quan tâm đến mình, chịu tiếp cận mình. Cho nên mình mới có suy nghĩ điên rồ như vậy. Nhưng mà mọi việc lại không thành. Nếu bây giờ có muốn trách hắn ta thì đầu tiên cũng phải trách bản thân của mình trước. Em còn định lạc lối đến bao giờ nữa? Cậu nói cái gì đấy? Tôi gọi cậu là em đấy. Sao?
Sao cậu có thể nói như vậy? Rõ ràng là em có tình cảm với anh cơ mà. Tại sao em lại lẩn trốn rồi làm chuyện động trời kia? Sao cậu lại biết em biết? Sao cậu lại biết mình chứ cậu? Không cậu mình gì ở đây cả. Hôm nay anh quyết định rồi, anh sẽ nói rõ ràng trắng đen mọi chuyện, nói rõ ràng chuyện tình cảm của chúng ta. Anh không thể nuông chiều cảm xúc của em mãi được. Biết đâu một ngày tên cao hai lại xuất hiện và gây sự đấy. Anh. Anh sao hãy biết chuyện này? Em có dám nói là trong lòng em không có anh không? Em nghe đây, anh sẽ không để em vì mặc cảm với anh mà rong ruổi với tình cảm của mình nữa. Nhưng mà tại sao em giấu kín như thế? Thế mà anh vẫn nhận ra được nhỉ? Bởi vì anh quá xuất sắc. Con ruồi bay qua, con nào là con đực, con nào là con cái anh còn biết. Huống chi là ánh mắt của kẻ đáng yêu rất dễ phát giác. Em nhìn anh như thế nào mà anh có thể phát giác ra được? Bí mật. Em chỉ cần biết rằng khi phát hiện ra em có tình cảm với anh thì anh đã rất vui. Nhưng mà anh không phát tín hiệu gì cả, bởi vì anh thấy em im lặng. Và anh hiểu lý do em im lặng, cho nên anh cũng im lặng theo. Sao lại thế ạ? Anh cho em thời gian tự tin hơn. Khi rũ bỏ được mặc cảm rồi thì em tự khắc sẽ bật đèn xanh thôi. Thế hóa ra từ trước đến giờ anh không chịu có người yêu là vì đợi chờ sự tự tin từ em à? Anh đã phải chịu thiệt thòi như thế đấy. Thế mà chẳng hiểu sao có người lại đi chọn một kẻ không ra gì thay vì phải đối diện với trái tim của mình. Em xin lỗi, nhưng mà cũng tại anh cơ. Nếu như đã thích em như vậy thì tại sao em chẳng phát tín hiệu gì cả? Bây giờ anh chỉ cần phát tín hiệu ra thôi thì em có thể đủ can đảm tự tin mà yêu anh chứ. Ai bảo là không? Lúc nào? Cậu nên nhớ, nếu mà người ta yêu cậu thì kể cả trên mặt của cậu có đến 10 bông hoa thì người ta vẫn sẽ yêu. Những người như vậy thì cậu không được tha mà phải bắt ngay về làm chồng. Câu này quen chứ? Câu này quen. Câu này anh nói trong ngày giỗ của bố anh, lúc mà chúng ta chuẩn bị chia tay để rời về. Không chỉ một lần đâu, mà trước đó rất nhiều lần anh đã nói với em rồi. Thật thế á? Ừ. Em cứ tưởng chỉ là dặn dò thôi. Nếu mà dặn dò thì người ta chỉ nói một lần thôi. Đằng này nói đi nói lại thì phải tự hiểu là bật đèn xanh rồi chứ. Thế hóa ra là do em à? Không chỉ thiếu sự tự tin mà còn thiếu cả sự nhạy bén nữa. Nhưng mà không sao, người có lỗi biết nhận khuyết điểm như vậy thì còn đào tạo được. Đào tạo? Ừ. Đào tạo làm vợ của người xuất chúng. Nhưng mà chỉ xuất chúng trong mắt em thôi. Ai thèm? Này, ai thèm bỏ qua cơ hội được đào tạo trở thành người vợ của người xuất chúng chứ.